xin chào mọi người. Hôm trước thì Ni được chị Tăng Kim Kim giới thiệu cho sử dụng bộ sản phẩm Skin AEC. Thì sau hơn một tháng sử dụng sản phẩm thì Ni thấy da mình trắng hơn một chút. Tại vì da Ni cũng đã trắng sẵn rồi, nhưng mà từ khi sử dụng chọn bộ sản phẩm này á, thì Ni thấy da của mình trắng hơn, mịn màng hơn và đặc biệt là hồng hào hơn nữa. Ni rất là thích luôn. Bạn nào đang phân vân không biết sử dụng sản phẩm nào cho phù hợp với da mình đó, thì Ni nghĩ đây, bộ sản phẩm Skin AC sẽ rất là phù hợp cho các bạn luôn nè. Bạn nào muốn được tư vấn thêm về mỹ phẩm đó, thì các bạn cứ inbox cho Ni nha. Nhất định thì Ni sẽ trả lời nhiệt tình cho các bạn luôn. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của Ni nè. Quên, các bạn nhớ ăn trái cây mỗi ngày để đẹp da nữa nha.